ngải chúa sim, nàng cụ, nàng rù, cô tiên hay nàng sắt, họ Lily, dùng luyện ngải ăn nói, tình duyên hoặc cầu tài. Nàng chúa sim là cây có thân là củ, củ như củ hành, dễ chườm, có lẽ thuộc họ hành. Lá cây chúa sim dài nhỏ hình lưỡi mát, có sống lá lõm xuống ở giữa, cuốn lá ngắn. Phát triển, tắt cây con cũng giống như cây hành, tắt nhánh rồi phát triển cây con bên cạnh cây mẹ. Cây chúa sim có xuất xứ từ bên miên, Campuchia, cây xanh tốt quanh năm khi được trồng tại vùng miền có khí hậu nóng ẩm. Nàng chúa sim là cây có thân là củ, củ như củ hành, dễ chùm, có lẽ thuộc họ hành. Lá cây chúa sim dài nhỏ hình lưỡi mát, có sống lá lõm xuống ở giữa, cuốn lá ngắn, phát triển, tắt cây con cũng giống như cây hành, tắt nhánh rồi phát triển cây con bên cạnh cây mẹ. Cây chúa sim có xuất xứ từ bên miên, Campuchia, cây xanh tốt quanh năm khi được trồng tại vùng miền có khí hậu nóng ẩm. Tôi được một người bạn sống ở Sa Đéc tặng một chậu cây chúa sim đem ra ngoài Bắc trồng. Trải qua một thời gian trồng, chăm sóc và theo dõi thấy cây phát triển rất tốt vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu, còn mùa đông thì cây chậm phát triển và gần như bị lụi. Chắc là do cây sống ở vùng nóng nên gặp khí hậu ôn đới gió mùa nên cây không phát triển được. Khi mùa xuân về có mưa và thời tiết ấm dần lên thì cây bắt đầu sinh sôi nảy nở. Cây chúa sim thường ra hoa vào mùa hè. Nếu trồng ở bên miền hay miền Tây Nam Bộ thì cây có thể ra hoa tới tháng 8, tháng 9. Hoa của cây chúa sim được mọc lên từ củ theo các kẽ lá mọc ra. Nếu tốt thì mỗi kẽ lá sẽ cho một bông hoa, nhưng hoa sẽ mọc lần lượt. Bông trước tàn đi thì mấy hôm sau kẽ lá tiếp theo lại mọc ra một bông hoa mới. Hoa của cây ngải chúa sim là loại hoa đơn mỗi một đài hoa chỉ duy nhất có một bông. Một bông hoa chúa sim có thời gian nở được 3 ngày thì tàn. Hoa chúa sim có màu trắng tinh khiết. Với hình dáng cây chúa sim rất bình thường, ít ai lại có thể hình dung ra được rằng những cây chúa sim lại cho ra những bông hoa tuyệt vời như vậy. Hình dáng như nàng chuyền trơn nhưng màu lá xanh đậm hơn và thân lá dài hơn. Phần ngọn lá nhọn chứ không bầu hoặc tròn như các loại nàng khác. Sau này, hiếm thấy nơi nào trồng loại ngải này. Có lẽ vì ít người biết công dụng của nó và khi trồng cũng khó trổ hoa, công năng của nàng sắt cũng dùng cho việc vận tài đắc lợi, nhưng nó hay hơn các loại nàng khác ở chỗ có thể giữ nhà, để bớt ám khí từ những kẻ cạnh tranh phá hoại ngầm việc làm ăn buôn bán. Về khía cạnh huyền thuật thì cây ngải chúa sim có những mặt mạnh nổi trội so với một số cây ngải khác là chiêu tài, cầu lộc trong kinh doanh, thu hút khách hàng cho chủ nhân. Trong kinh doanh dịch vụ ở bên Campuchia, những cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ ở những vùng sâu, vùng xa cách thành phố thường thấy người ta trồng những chậu ngải chúa sim trước cửa nhà như những chậu cây cảnh. Hàng ngày dù là chậu ngải đã được luyện qua tay các ngải sư hay chưa được luyện thì gia chủ vẫn thắp nhang vào mỗi buổi sáng để cầu mong những điều tốt lành, may mắn trong công việc kinh doanh, cũng như cầu mong khách hàng tới mua hàng đông đúc. Ngoài ra trong lĩnh vực tình cảm thì hoa của cây ngải chúa sim thường dùng để ngâm vào dầu thơm, nước hoa luyện thành phép thương giúp cho những đôi uyên ương hay những cặp vợ chồng hàn gắn những vết rạn nứt tình cảm, giúp họ có những niềm vui, hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống gia đình cũng như trong công việc hàng ngày. Ngải chúa sim, hay còn gọi cô tiên, thực ra nhiều người trồng ngải cũng chỉ nghe nói về nó chứ chưa được thấy tận mắt. Loại ngải này có công năng rất mạnh trong việc chiêu tài, quan chức và tình duyên. Có nhiều người trồng ngải hàng chục năm cũng chưa hề biết hoa của loại ngải này ra sao. Nhiều bụi ngải ôm tùm xanh tốt nhưng không hề ra hoa. Khi loại ngải này có hoa, dùng ngâm trong dầu thơm và luyện trong vòng 100 ngày sẽ là một bảo bối hết sức lợi hại trong việc chiêu tài, quan chức và tình duyên. Riêng ngải chúa sim, dù đi xem rất nhiều vị thầy trồng ngải, điện bà Tây Ninh cũng chưa bao giờ thấy có ra bông. Điện bà Tây Ninh được thầy chàm cho một bụi cây nhỏ trồng từ trước Tết vài tháng. Nay bụi chúa sim này đã ra bông lần đầu tiên. Bông chúa sim lúc còn là nụ hơi giống nụ hoa ly. Khi nở ra có 6 cánh màu trắng tuyệt đẹp, mỗi một cánh kèm theo một cái nhụy và ở giữa cũng có một cái nhụy nữa là 7. Bông của chúa sim tồn tại được khoảng 3 ngày mới tàn. Bông này hái vào 12 giờ và ngâm trong dầu thơm luyện đủ 100 ngày sẽ trở thành một thứ bảo bối dùng để chiêu tài, quan chức và tình duyên cực kỳ hiệu quả. GN Bắc xin cùng chia sẻ với các bạn hình ảnh bông của hai loại ngải quý này. Còn đây là 9 loại bông ngải chúa sim, nàng thâm, đại quả ngải, ngải tổ, 3 loại nàng mơn đỏ, trắng, vàng, nàng ngân, nàng trăng, nàng gù, nàng mọi và bạch hải đường đã được luyện trong dầu thơm đủ 100 ngày, dùng để cầu tài, mua bán, tình duyên và cầu quan chức. Yathawa diwaha pura pari orenti
Nét một phút thế gái phải thế giới trời nó trăm milio giờ anh ơi Cali nó bôi alo nét một phút thế gái phải thế giới trời nó trăm milio giờ anh ơi Cali nó bôi alo nét một phút thế gái phải thế giới trời nó trăm milio giờ anh ơi Cali nó bôi alo tô tô mà sắc nén cây mà ru mà men lục con đường lục đồ sắt sắt lục quay đồ lục sao nó lục calo ấy làm ba lượt làm sao lấy safila tô tô mà sắc nén cây mà ru mà men lục con đường lục đồ sắt sắt lục quay đồ lục sao nó hắc lục calo ấy làm ba lượt làm sao lấy safila tô tô mà sắc nén cây mà ru mà men lục con đường lục đồ sắt sắt lục quay đồ lục sao nó hắc lục calo ấy làm ba lượt làm sao lấy safila thum krom te chum te cha thum krai ma tak ma top a u a up thum krom te chum te cha tom thum krai ma tak ma top a u a up thum krom te chum te cha tom thum krai ma tak ma top a u a up omarum chum maharum chum makakot mahakakot omaruluk maharuluk omaruloi maharuloi droi ten chen droi ten lai lai ten chek ka thak noi ta peng go chen me pai ten pam pai mon ma thak nau thang ai go chen me pai ka mo thak nau vong ka mane phok ai go chen te vra bấm bảy mươi mò thách nào đâm quốc cà lịch mò mò cà luôn bây đốc nhìn đọc sách anh ơi bây đốc kéo mani ôm mà sao đi có phong phong tập anh ở chân những rích tập anh ở chân những rây tập anh ở chân những núng say sóc mà hà ca lập ca lập ca lịch cho nhìn phật qua bộ ấp từ ngôi xe tranh tập anh ở chân những râm trôm tập anh ở chân những rung bay canh xe nói pin bánh người sinh cho ra chói cho ra tập anh ở chân những ro lịch cho nhìn anh nhẹ anh lon bóc niên chroma lịch nhọt nhìn mọc bông xa chroma sạch tập anh ngờ chân niên tro ten slập anh pro ten dốc on ton trách anh đây để chệt mọc ta lăng chập nai anh ơi tập anh ngờ chân niên thi đa gặp anh chia crow anh chân niên úc anh chân niên úc anh chân niên ngây chân niên chay chân niên xua niên mò rùa tập anh ơi ôm sa tị sa va hạ tập crow anh đức tập crow pro anh bắt crow tàu tập crow anh hay hao crow dù không mất khi mít xâm lệnh trời tích ngăn chích từ ngày sau lắp nhưng đình lên hơi châm phục của lon lực lên trên tàu ôm sa tị sa va hạ sắc thêm cùng lăng xe có cát tha thế chắc thêm cùng sắc thế chắc thì sắc sang khăn cát tha sát thì chắc thì sắc thêm mang cát sát tha thì chắc thì sắc phút thăng cát sa ma thì niềng sam bốn sắc thăng niềng sam mau lê ca lập lên đi ta sa ta lao cát sao niềng cam bốn sắc thăng mau lê ca lập lên đi ta na ta sa ta lao niềng sam bốn sắc thăng niềng sam lao lê ca lao ta lao sa ta mà ý sát cây sơ gắt phong chụp phát cho cây ra cho cây đó phong phong mang quê tôi mà ý sát cây sơ gắt phong chụp phát cho cây ra cho cây đó phong phong mang quê tôi mà ý sát cây sơ gắt phong chụp phát cho cây ra cho cây đó phong phong mang đọc cô cốt thế giác mà kia mà a bệnh bẩn a vân luận mà con mình rồi đây rùa mình rùa 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 thật bế thế là cô cốt thế giác mà kia mà a bệnh bẩn a vân luận mà con mình rồi đây rùa mình rùa 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 thật bế thế là cô cốt thế giác mà kia mà a bệnh bẩn a vân luận mà con mình rồi đây rùa mình rùa 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 thật bế thế đọc mô phút thế giác anh ông chúa hời chúa thần năng tạ bạc anh ông chúa lèo chúa xem chúa thổ anh ông chúa sân lâm tức vị sân thần binh dường tương núi kính thể bà tổ ngài atali ô cát sát nằm ở xây nô mô tơ lý lai trợ ngã đọc mô phút thế giác anh ông chúa hời chúa thần năng tạ bạc anh ông chúa lèo chúa xem chúa thổ anh ông chúa sân lâm tức vị sân thần binh dường tương núi kính thể bà tổ ngài atali ô cát sát nằm ở xây nô mô tơ lý lai trợ ngã đọc mô phút thế giác anh ông chúa hời chúa thần năng tạ bạc anh ông chúa lèo chúa xem chúa thổ anh ông chúa sân lâm tức vị sân thần binh dường tương núi kính thể bà tổ ngài atali ô cát sát nằm ở xây nô mô tơ lý lai trợ ngã giá sàn đẹp quá giá sàn đẹp quá sàn đẹp quá bút thô đầm xe tô mặc mặc bút thô đầm xe tô mặc mặc bút thô đầm xe tô mặc quá một tôm cho tôm tôi suy xá hay lây và cụt đi xa há quá một tôm cho tôm tôi suy xá hay lây và cụt đi xa há quá một tôm cho tôm tôi suy xá hay lây và cụt đi xa há thách thân thách thi có đang sáng căn qua thập nhị thần vàng mười hai tổng ngoại họ độ cho đệ tử con nhà Phật nơi đâu nó kết mi mi lợi lợi thách thân thách thi có đang sáng căn qua thập nhị thần vàng mười hai tổng ngoại họ độ cho đệ tử con nhà Phật nơi đâu nó kết mi mi lợi lợi
Thích thân thích thi có đang sắp căn qua thập nhị thần vàng 12 tổ ngoại hộ độ cho đệ tử con nhà Phật nơi đâu đồng đó kết mi mi lợi lợi. Kha kha ni bon nam bút thôn ni bon an sinh bút sắc và sao có sắc quy nơi sân rế ở xe xe tô kha kha ni bon nam bút thôn ni bon an sinh nhớ sắc bút sắc và sao sắc quy nơi sân rế ở xe tô kha kha ni bon nam bút thôn ni bon an sinh nhớ sắc bút sắc và sao sắc quy nơi sân rế ở xe tô thăng mà thăng à u à u u u thăng mà thăng à u à u u u thăng mà thăng à u à u u u Om ngã ehi piyang ma 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 cha ma pancha wisu meta cha ma ma cha ma mi hang se to payangang kang cha ma 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 sara para paya pangkaya sara be ngak ngak sapa be om kangaya. Sama sambodho vecchā
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sammasambuddho vecchacara.